À, bắt đầu ghi cái clip từ cái lúc này thì nó lại sợ nó hơi sớm và làm cho cái clip nó hơi dài. Nhưng tôi thấy cái biến động rất là mạnh, rất là đáng để ghi lại, thì là tôi ghi ghi sớm một tí, tuy nó dài thì chúng ta cũng 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 có một ngày đáng nhớ là ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 7 đúng không? Bây giờ chỉ số đang giảm xuống 15 điểm. Chúng ta cùng quan sát cái bảng, đây là cái bảng VN30. Techcombank đầu giờ nó lên rất là mạnh. Đỏ rồi, đỏ nhiều rồi. 15.75. Sáng nay thì thời tiết hơi âm u nhưng bây giờ thì thời tiết lại nắng đẹp rồi. 16.22. 16.22. À, để tôi xem có sự hoảng loạn không. Lao rất mạnh, 17.72 rồi. Ở bên này cập nhật nhanh hơn, 17.72. Hồi lại tí đúng không ạ? Bên này có vẻ cập nhật, không biết bên nào cập nhật đúng. Lượng mua vào Techcombank vẫn có vẻ là rất là lớn, lực mua rất là nhiều. Không biết chỉ số bên nào trước, nhưng bên 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 này đang hồi lại rồi, bên này 17 chấm bao nhiêu bây giờ lại hồi lại còn 17.3 thôi. Và những phiên như này thì chúng ta nên ghi lại, nó là một cái lịch sử. 17.74 rồi. MWG vẫn tăng mạnh đúng không? MWG vẫn tăng mạnh. Hai cái chỉ số của hai bên là lệch nhau nhá. Bên này lại 15 chấm. Chả biết bên nào cập nhật nhanh hơn. Đấy, chúng ta cái bảng điện tử nó rất là quan trọng nhưng mà chúng ta lại quan sát nó lại không đúng. Đấy. 17.85 rồi, không biết bảng bên nào là đúng hơn. Bên này nó lại lùi xuống 15.9. Mười bảy chấm chín bảy rồi. Đó. Có thể bên này cập nhật chính xác hơn. Cũng không biết được bên nào. Techcombank vẫn đang rất mạnh. Mạnh nhất là MWG đúng không? Còn những cổ phiếu này yếu rồi. Nó có một phát nhảy giá rất là mạnh. Đang 17 chấm mấy nhảy xuống 16.44.
Không biết bên nào đúng nhá. Không biết dữ liệu bên nào chính xác hơn. 17.62. Đấy, giấy giật rất là mạnh. Có vẻ đang hồi đấy nhỉ. Có vẻ đang hồi lại, một số chỉ số ở dưới này bắt đầu xanh, đúng không? GAT và MSN có vẻ xanh lại. Tôi định để là 2:20 hoặc là 2:30 mới bắt đầu quay clip. Tuy nhiên là sợ đến lúc đấy thì nó lại không không thấy được những cái hình ảnh đẹp, nên là tôi quay sớm một tí, chúng ta có một cái clip nó hơi dài. Thế còn mình vẫn rất mạnh. Techcombank mạnh như thế này là do cái thông tin con gái của chủ tịch bỏ bỏ ra hơn 1.200 tỷ để mua 22,5 triệu cổ phiếu. Giảm xuống 13.5 rồi. Bên này lại có 13.17 thôi. Bên này lại 12 rồi. Đấy, 8 có vẻ là cân giống nhau rồi đấy. Đã có cổ phiếu xanh trở lại rồi đúng không? Nhiều cổ phiếu xanh trở lại rồi.
lại có dấu hiệu tăng này, lại có dấu hiệu nhỏ lẻ giai đoạn này chắc hơi mệt đúng không? Nếu như các bạn đang bình tĩnh ngồi quan sát thị trường như này và không làm gì cả thì chắc chắn là các bạn đã xem clip của tôi từ rất nhiều hôm trước đúng không? Đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu. Techcombank vẫn vai trò đỡ đỡ trụ nha, đỡ thị trường. Và những cái phiên dạng như này ấy, là có thể người ta sẽ đặt mua ở những cái cổ phiếu này để đỡ và bán ra những cổ phiếu dưới này. VCB bị xả mạnh này. VIX. Một loạt và phần lớn là nhỏ lẻ bị chết rồi. Đang có dấu hiệu tăng đấy nha, 13.6 rồi. Chúng ta phải đợi cái phiên ATC thì mới hiểu rõ được thị trường đang diễn ra như thế nào. Và không hiểu là hôm nay các cái sở giao dịch, các cái công ty chứng khoán đã kết nối với sở giao dịch một cách trơn tru hay chưa. Nếu mà như như cái hôm sập đây thì tôi nghĩ là rất là căng. Chưa biết là nó sẽ như thế nào. Mười ba chấm tám bảy rồi. Bên này có vẻ cập nhật nhanh hơn, chỉ số bên này có vẻ nhanh hơn đấy. Đúng là chỉ số bên này cập nhật tốt hơn này đấy, nó lại hồi lại. Nhảy như này thì đúng là không không biết là chỉ số bên nào đúng tốt hơn. Rồi không sao cả, nó chênh lệch một tí thôi. Vẫn còn mấy con xanh lúc trước là không có đúng không? Lúc trước là đấy, trước là đỏ chét.
15.35 rồi. Chưa sao. Mười sáu rồi, bên này cập nhật chậm hơn nhé. Hồi lại rồi, lúc nãy lên đến 17 cơ mà chưa có vấn đề gì, có phải lớn hơn 30 rồi thì mới kinh đúng không? Đấy, nó phải như cây này khoảng 2% thì mới được kinh. Chưa sao, đây có mấy cổ phiếu này hồi ạ. MVKG vẫn là rất là mạnh. Techcombank vẫn là vai trò đỡ trụ. Chưa chưa có hoảng loạn, vẫn bình thường, dòng tiền nó vẫn vào ra nhịp nhàng đúng không? Mười sáu rồi, tôi đợi nếu như mà chỉ số này nó hồi lại thì tôi sẽ ngắt clip ở đây và tôi sẽ quay lại cái clip sau để cho nó có một cái clip nó ngắn thôi, nó dài quá up nó sẽ rất là lâu. Mười sáu rồi, đây đang hồi lại rồi, tôi ngắt cái clip ở đây.